Đa số những tên hung thủ trong quá trình lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát thì sẽ tìm nhiều cách khác nhau để tránh bị phát hiện. Có người quyết định thay đổi diện mạo, có người chọn cách sống phiêu bạt ở những nơi xa xôi hẻo lánh, hoặc thậm chí là mạo danh nhà sư lỗi lạc. Vụ án ngày hôm nay phải mất rất lâu mới tìm ra được hung thủ và cái cách hung thủ được tìm ra cũng khá đặc biệt. Chắc chắn những tình tiết của vụ án sẽ khiến các bạn hết sức bất ngờ. Hãy cùng đón xem để biết sự thật là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Buổi chiều ngày 19 tháng 10 năm 1998, tại đồn cảnh sát thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu, một người đàn ông tên Triệu Lưu Vũ báo cáo rằng mình vừa phát hiện ra một thi thể nam giới tại bụi rậm ven đường. Điều khiến Vũ bất ngờ hơn là nạn nhân mặc trang phục cảnh sát. Sau khi ghi nhận thông tin, tất cả mọi người có mặt tại văn phòng đều tỏ ra lo lắng. Họ nghi ngờ rằng nạn nhân mà ông Vũ vừa thấy đó chính là đồng nghiệp của mình, Phan Lôi An, phó trưởng đồn cảnh sát. Theo đó, đã 2 ngày nay, tất cả mọi người đều không thấy Lôi An đến làm việc. Tới nhà để tìm hiểu thì cửa cũng luôn đóng. Theo như chỉ dẫn của Triệu Lưu Vũ, cảnh sát Khải Lý lập tức đến hiện trường để kiểm tra. Điều họ không mong muốn nhất đã xảy ra, nạn nhân tử vong trong bụi rậm, chính xác là đồng nghiệp Phan Lôi An. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác điều tra. Người trình báo Triệu Lưu Vũ cho biết, hôm nay trong lúc đi bộ trên đường từ chỗ làm về nhà, đi ngang qua khu vực này thì bỗng ông ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Sự tò mò đã kích thích ông đi xung quanh tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra thi thể. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thời điểm tử vong là khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 17 tháng 10. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương, vết thương chí mạng là ở ngực trái. Vết thương trúng tim gây ra hiện tượng xuất huyết ồ ạt. Các bác sĩ pháp y xác định trên người nạn nhân ghi nhận tổng cộng 12 vết đâm tập trung nhiều nhất ở vị trí ngực và cổ họng. Ngoài ra còn có vết thương xuất hiện sau gáy. Hung khí gây án được xác định là một con dao sắc nhọn. Sự xuất hiện của vết thương phía sau gáy khiến đội điều tra tin rằng Phan Lôi An đã bị hung thủ theo dõi và tấn công từ đằng sau. Sau khi Lôi An thất thế, hung thủ tiến về phía trước và tiếp tục thực hiện tội ác. Tiền mặt trong túi quần và chiếc đồng hồ đeo trên tay của nạn nhân vẫn còn nguyên nên cảnh sát suy đoán động cơ gây án không phải vì tiền. Các vết thương tương đối sâu cho thấy hung thủ dùng lực rất mạnh, thông thường chỉ cần một vết thương trúng tim đã đủ khiến cho một người mất mạng ngay lập tức. Việc tấn công nhiều lần liên tiếp và chồng chéo lên nhau thì chỉ có một phương án duy nhất là giữa hung thủ và nạn nhân có mối thù sâu đậm. Hung thủ dường như cảm thấy sự ra đi của đối phương là chưa đủ nên cố tình hành hạ thi thể một cách tàn bạo. Mở rộng khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện bên vệ đường có một vài đống cát rất khác thường. Sau khi kiểm tra, xác nhận bên dưới lớp cát là vết máu khô. Sâu chuỗi tất cả những chi tiết vừa thu thập được, cảnh sát khẳng định nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ trên đường đi. Hung thủ đã cố tình lôi thi thể vào trong bụi rậm và lấy cát rải lên trên những đốm máu để tránh bị phát hiện. Từ vị trí các vết máu cho đến bụi rậm nơi thi thể được phát hiện, không có bất cứ dấu vết kéo lê nào. Khả năng cao, hung thủ bao gồm nhiều người, bọn họ đã dịch chuyển nạn nhân bằng cách khiêng đi. Cách bụi rậm không xa, cảnh sát còn thấy một con dao gọt hoa quả dính máu, nghi là hung khí gây án. Trên cơ thể của Phan Lôi An cũng như trên cán dao, đội điều tra không phát hiện bất cứ dấu vân tay lạ nào. Chi tiết trên chứng tỏ hung thủ đã rất cẩn trọng trong quá trình gây án. Người này cố tình đeo găng tay để tránh lực lượng chức năng thu thập manh mối. Tại vị trí gần nơi phát hiện thi thể, có một số dấu giày, nhưng về cơ bản, cảnh sát không thể điều tra được gì từ chi tiết này vì dấu giày khá lỡ cỡ. Hơn nữa, nó có thể thuộc về bất cứ ai, một người qua đường hoặc người đến xem phá án. Do manh mối thu thập được tại hiện trường không rõ ràng nên nó không được xem là yếu tố chủ chốt để phá án. Căn cứ vào động cơ gây án phân tích trước đó, đội điều tra quyết định tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Từ đây, hy vọng có thể khoanh vùng được nghi phạm. Nạn nhân Phan Lôi An, 35 tuổi, hiện làm việc tại văn phòng cảnh sát thành phố Khải Lý. Phan Lôi An đã có gia đình nhưng do thường xuyên xảy ra tranh chấp nên anh ta đã thuê một căn nhà nhỏ ở bên ngoài. Khi các cảnh sát tìm đến nhà, Triệu Quân Chi,
vợ của Lôi An mới biết chuyện chồng mình đã bị sát hại. Quân Chi nói rằng hai vợ chồng đã nửa năm nay không ở chung nhà, An cũng rất ít khi về thăm hai mẹ con. Quân Chi và Lôi An mâu thuẫn không phải là về chuyện tình cảm, cũng không phải chuyện con cái, sự việc này có liên quan đến bố mẹ của cô. Chính vì không chịu đựng được tính khí thất thường của hai ông bà nên An mới dọn ra ở riêng. Mặc dù chồng không về nhà nhưng cô vẫn thường xuyên dẫn con tới thăm. Vào ngày 15 tháng 10, Chi có ghé đến và nấu ăn cho chồng. Biểu hiện của An không có gì bất thường, anh ta không hề chia sẻ là mình đang gặp vấn đề gì hoặc đang có mối bất hòa gì với ai. Theo đánh giá của Quân Chi, đồng nghiệp và hàng xóm xung quanh, An là một cán bộ rất chính trực, tính cách hiền lành và trung thực, khó xảy ra chuyện gây thù chuốc oán dẫn đến việc bị sát hại dã man như vậy. Trong lúc vẫn đang tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Phan Lôi An thì đội điều tra nhận ra một chi tiết rất quan trọng. Cụ thể, vào thời điểm An bị tấn công, anh mặc đồng phục cảnh sát. Tuy nhiên, khi thi thể được phát hiện, khẩu súng lục luôn dắt bên thắt lưng đã biến mất. Hung thủ ra tay với nạn nhân bằng một con dao nhưng lại lấy đi khẩu súng. Chi tiết này khiến đội điều tra rất cân nhắc. Trong cuộc thảo luận, một số viên cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng đây không phải là một vụ án trả thù. Đa số côn đồ thường dùng súng để thực hiện các vụ sát hại hàng loạt hoặc là cướp ngân hàng. Do đó, cũng không loại trừ trường hợp hung thủ tấn công cảnh sát là để cướp súng cho những phi vụ lớn hơn tiếp theo. Một số điều tra viên còn lại lên tiếng phản đối lập luận này. Họ cho rằng nếu như gây án chỉ để cướp súng thì không nhất thiết phải tấn công chằng chịt như vậy. Suốt hơn một tháng đi tìm ra câu trả lời cho những suy luận trên, nhưng vẫn không có kết quả. Lúc này, cảnh sát thành phố Khải Lý bất ngờ nhận được một trình báo về vụ thảm sát tại khu nhà ở tập thể, số nạn nhân là 4. Tất cả những người này đều tử vong do bị đạn bắn vào đầu, căn phòng có dấu hiệu bị lục lọi. Danh sách các nạn nhân bao gồm Nhạc Quốc Kiến, 40 tuổi, giám đốc ngân hàng, vợ ông Kiến là bà Âu Lệ Dung, 39 tuổi, trưởng phòng nhân sự của bệnh viện 418, Nhạc Chi, 14 tuổi, con gái hai ông bà, người còn lại là bà Lưu Sảo Vân, bạn ông Kiến, sống ở tầng trên. Người trình báo vụ án là Nghiêm Kỳ Trung, 43 tuổi, Trung là chồng nạn nhân Lưu Sảo Vân. Ông Trung cho biết, vào đầu giờ chiều ngày 1 tháng 12, Vân nghe hàng xóm bàn tán rằng hai vợ chồng ông Kiến đang cãi nhau to tiếng. Với cương vị là bạn thân, Vân quyết định xuống khuyên ngăn. Trung không hiểu vì sao Vân xuống căn phòng ông Kiến tận mấy tiếng mà vẫn chưa về nên sốt ruột đi tìm. Khi đến nơi, thấy cửa phòng khóa trái, Trung quay ra. Sau khi đi dạo một vòng, không thấy Vân trở về, Trung tiếp tục đến căn phòng của Nhạc Quốc Kiến. Lúc này, anh ta thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ trong nhà. Sau khi phá cửa vào trong, Trung tá hỏa phát hiện cả 4 người, bao gồm vợ mình, đều đã tử vong. Tiếp cận căn phòng 501 của hai vợ chồng Nhạc Quốc Kiến, cảnh sát tìm thấy 4 thi thể đúng như lời Trung nói, đồng thời tìm thấy vài viên đạn tại hiện trường. Qua kiểm tra, cảnh sát rất bất ngờ khi phát hiện những viên đạn trên đều đến từ khẩu súng lục của Phan Lôi An, phó trưởng đồn cảnh sát bị sát hại khoảng thời gian không lâu trước đó. Sau khi thu thập manh mối tại hiện trường, cảnh sát tin tưởng rằng hai vụ án có thể do cùng một nhóm người gây ra nên kết hợp lại để điều tra. Động cơ gây án có thể là cướp tài sản, việc sát hại đồng chí Phan Lôi An chính là để cướp súng, phục vụ cho những phi vụ tiếp theo. Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu thập được dấu vân tay ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út của một nghi phạm trên móc treo quần áo trong nhà ông Kiến, nghi để lại khi giằng co với nạn nhân. Do tính chất nghiêm trọng của thảm án, chính quyền Trung Quốc quyết định treo thưởng 200.000 nhân dân tệ, khoảng 690 triệu đồng để tìm ra manh mối phá án. Con số này lập kỷ lục về mức thưởng cao nhất trong một vụ án hình sự ở thành phố Khải Lý. Trong nhiều năm liền, đồn cảnh sát cũng ghi nhận một số trình báo, nhưng tất cả đều không hữu ích. Thời điểm đó, do công nghệ điều tra tội phạm còn kém phát triển, chưa có hồ sơ dấu vân tay quy mô lớn, cảnh sát không thể đối chiếu để tìm ra nghi phạm. Mãi đến 2015, vụ án mới ghi nhận bước tiến triển. Yếu tố gây bất ngờ đó là cảnh sát Khải Lý không phải tốn công điều tra mà họ bắt được nghi phạm một cách rất tình cờ. Theo đó, vào tháng 8 năm 2015, Hoàng Đức Khôn, một cán bộ cấp sở ở thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu, giữ chức phó giám đốc Ban Quản lý phá dỡ nhà và tái định cư, bị điều tra vì nghi biển thủ công quỹ.
Trong quá trình theo dõi, đầu tháng 7 năm 2016, cảnh sát địa phương phát hiện người này có nhiều hành vi sai phạm và tiến hành lệnh tạm giam. Đến ngày 5 tháng 7, cơ quan điều tra lấy dấu vân tay của Hoàng Đức Khôn theo thủ tục tư pháp. Lúc này, họ bất ngờ phát hiện dấu vân tay của ông ta trùng khớp với vân tay của nghi phạm trong vụ sát hại 18 năm trước tại Khải Lý. Cảnh sát lập tức thẩm vấn Hoàng Đức Khôn, điều tra ra thân phận thật sự của ông ta và chân tướng sau thảm án diệt môn từng gây rúng động. Trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Khôn thú nhận tội ác và khai ra đồng phạm là Phan Khải Bình. Hoàng Đức Khôn sinh năm 1968 trong một gia đình bất hạnh. Chẳng những điều kiện kinh tế khó khăn mà người bố suốt ngày uống rượu, thường xuyên bạo hành vợ con. Hôn nhân không hạnh phúc khiến mẹ Khôn bỏ nhà ra đi để hắn ta lại với người bố vô trách nhiệm. Suốt nhiều năm liền, Hoàng Đức Khôn bị tra tấn quá mức dẫn đến tâm lý bất ổn. Chịu ảnh hưởng từ bố, Khôn lầm lì ít nói, tính tình hung hăng. Mới 15 tuổi đã tập tành hút thuốc, uống rượu, ẩu đà. Thời điểm đó, Hoàng Đức Khôn được mệnh danh là lưu manh đường phố. Năm 19 tuổi, Khôn học lái xe và trở thành tài xế chở hàng cho công ty vận tải ô tô Khải Lý trong gần 10 năm. Dù kinh tế từng bước cải thiện, Khôn vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Người bố cũng tỏ ý chê bai công việc này của con, sẽ không có cơ hội thăng tiến. Vào năm 1991, Hoàng Đức Khôn từ bỏ công việc này và bắt đầu tìm bến đỗ mới. Hoàng Đức Khôn đam mê khởi nghiệp kinh doanh nhưng lần nào cũng thất bại. Năm 1994, Khôn vay ngân hàng mở một vũ trường tên là Le Man Le Gue ở trên con phố sầm uất nhất Khải Lý. Địa điểm này thu hút nhiều bạn trẻ lui tới, tài chính của hắn ta dần khởi sắc. Chỉ trong vòng 2 năm, Le Man Le Gue đã thu lại lợi nhuận đáng kể. Nhận thấy công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, Hoàng Đức Khôn muốn mở rộng quy mô nên không ngần ngại đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm được vào vũ trường. Không lâu sau đó, Khôn trở nên trắng tay, thậm chí còn ôm nợ lớn vì vũ trường không may bị thiêu rụi do sự cố chập điện. Năm 1996, ở tuổi 28, Khôn phải lái xe công nông vận chuyển hàng hóa từ nông trại lên thành phố để kiếm tiền trả nợ. Hoàng Đức Khôn, Phan Khải Bình và Phan Lôi An là bạn chơi chung với nhau từ cấp 2. Ba người này, mỗi người có cá tính riêng. Khôn là người ít nói nhưng bạo lực, hung hãn. Bình hoạt bát nhưng lươn lẹo, hay ăn cắp vặt và đổ lỗi cho người khác. Trong khi An tính tình trung thực, khao khát trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ. Tháng 3 năm 1998, Khôn vẫn chưa hết nợ nần. Đường cùng, hắn ta tính chuyện nảy sinh ý định phạm pháp. Muốn kiếm thật nhiều tiền bằng cách cướp và mục tiêu của hắn là xe vận chuyển tiền mặt của ngân hàng. Nghĩ một người khó có thể thực hiện kế hoạch thành công, Khôn quyết định rủ thêm Bình và An. Lôi An là một cảnh sát chính trực nên chắc chắn bác bỏ chuyện này. Vì mối quan hệ tốt của ba người, An không tố cáo, chỉ đưa ra lời khuyên. Bình và Khôn tức giận khi bị bạn thân lên mặt dạy đời. Bọn họ quyết định xử lý anh ta, tiện thể cướp khẩu súng lục mà An thường mang theo bên mình để phục vụ cho kế hoạch. Cả hai đã nhiều lần bám theo An tìm cơ hội ra tay. Không những vậy, bọn họ còn cố tình luyện tập phương pháp khống chế đối thủ vì lo An là cảnh sát nên được huấn luyện sẽ không dễ đối phó. Sau hơn nửa tháng theo dõi, Khôn phát hiện vợ chồng An xảy ra bất hòa, anh ta thuê nhà ở bên ngoài và luôn về nhà trọ sau 22 giờ. Biết đoạn đường từ chỗ làm đến nhà An khá vắng, vào tối ngày 17 tháng 10 năm 1998, Khôn và Bình mai phục sẵn khi thấy đối phương xuất hiện, liền dùng dao bếp tấn công tới tấp. Sau khi xác nhận nạn nhân đã tử vong, bọn chúng đã lôi thi thể vào bụi rậm và lấy cát đổ vào vũng máu để tránh bị phát hiện. Cả hai cướp đi khẩu súng lục và 6 viên đạn rắc trên thắt lưng của An. Vài ngày sau đó, thi thể bốc mùi hôi và được một người dân đi đường phát hiện. Cái chết của phó trưởng đồn cảnh sát thu hút sự chú ý lớn của dư luận cả nước. Chính quyền thành phố Khải Lý trực tiếp đứng ra chỉ đạo giải quyết vụ án. Do nạn nhân bị cướp súng nên lực lượng chức năng đã đề phòng những hành động tiếp theo của hung thủ. Chính vì điều này, tất cả những chi nhánh ngân hàng tại địa phương cũng được tăng cường kiểm soát. Sự đề phòng khiến cho kế hoạch cướp xe tiền trở nên phi thực tế. Lo sẽ bị bắt trong quá trình gây án, Khôn đành chuyển hướng đến tiệm vàng. Tuy nhiên, khi đi thăm dò tiệm vàng, hắn ta phát hiện mục tiêu mới.
Khôn biết một chi nhánh ngân hàng mới mở ở bên đường nên quyết định tìm hiểu kỹ. Theo đó, giám đốc chi nhánh ngân hàng này là Nhạc Quốc Kiến, sống gần đây. Khôn suy luận, những người làm ngân hàng chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền. Hơn nữa, việc đột nhập nhà dân để trộm cướp cũng dễ hơn và xác suất thành công cao hơn là đi cướp ngân hàng. Sau khi xác định được mục tiêu, Khôn và Bình bắt đầu theo dõi hành tung của con mồi, quan sát nơi ở của gia đình ông và lập kế hoạch chi tiết. Ông Kiến có vợ là trưởng phòng nhân sự của bệnh viện 418 và một con gái 14 tuổi. Gia đình ông sống tại phòng 501, tòa nhà 17, khu ký túc xá nhân viên của bệnh viện 418, thành phố Khải Lý. Khu sinh hoạt tập thể thường sẽ chú trọng đến an ninh. Bọn chúng suy luận theo hướng ngược lại, người dân ở đây sẽ rất chủ quan, không có ý thức đề phòng cao, thường để cửa mở hoặc chỉ khép hờ. Đây chắc chắn là điều kiện lý tưởng để ra tay. Sau nhiều ngày đeo bám, Khôn và Bình phát hiện vợ chồng ông Kiến về nhà ăn trưa vào khoảng 12 giờ hàng ngày. Họ nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó cùng đưa con gái đi học. Tòa nhà ký túc xá không có cửa chống trộm ở tầng trệt, chỉ có cửa sắt bảo vệ ở lối ra cầu thang tầng 5. Gia đình cho rằng ban ngày không có gì đáng lo nên cửa sắt thường để mở. Vào buổi trưa ngày 1 tháng 12 năm 1998, sau khi gia đình ông Kiến về nhà dùng bữa, Khôn và Bình rình rập ngoài cửa. Để khiến người khác không nghi ngờ, Bình cầm hai cây cải thảo vừa đi thăm họ hàng, Khôn đi theo, hắn ta giấu khẩu súng lục trong quần. Lúc 13 giờ 30 cùng ngày, sau khi nghỉ trưa xong, gia đình ba người mở cửa ra ngoài, Khôn đứng canh sẵn, lập tức chĩa súng vào trán ông Kiến, yêu cầu giữ im lặng, ngoan ngoãn quay bước vào phòng. Khi Khôn quay đầu, bảo Bình lục soát nhà, ông Kiến chớp thời cơ xông lên, tóm lấy khẩu súng. Hai người tranh giành kịch liệt, Bình sợ tiếng động lớn thu hút hàng xóm nên lập tức kéo rèm các phòng lại. Trong khi giằng co, Khôn bắn hai phát vào đầu ông Kiến khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, đột nhiên tiếng điện thoại từ phòng khách vang lên, vợ ông Kiến vừa nhấc lên thì bị Khôn ép phải cúp máy. Do nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên người kia đã thực hiện cuộc gọi lần hai. Khôn chĩa súng vào đe dọa đối phương không được manh động. Khôn nói với những người còn lại trong phòng, nếu muốn giữ được tính mạng thì mau khai ra nơi cất tiền và sổ tiết kiệm. Sau khi vợ Quốc Kiến tiết lộ thông tin để tránh gặp phiền phức, Khôn nã súng vào đầu, bắn chết luôn vợ con ông Kiến. Trong quá trình này, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu khóc và va đập lớn, nhưng chỉ cho là hai vợ chồng đánh mắng con. Một lúc lâu, Lưu Sảo Vân, bạn thân của vợ ông Kiến sống ở tầng trên, gọi điện đến muốn khuyên họ hãy dừng cãi nhau, nhưng không thể kết nối. Vân cảm giác khá lo lắng nên quyết định chạy xuống can ngăn. Khi đến nơi, bên trong khá im lặng nên Vân gõ mạnh vào cửa. Sợ bị bại lộ, Phan Khải Bình lập tức kéo cô vào phòng. Vân chưa kịp lên tiếng thì Khôn đã nổ súng sát hại. Sau khi gây án, chúng mở van bình ga cắt ống dẫn, bật bếp ở mức to nhất, định tạo vụ nổ khí ga để che đậy tội ác. Nhưng do lượng khí ga trong bình còn khá ít nên âm mưu không thực hiện được. Hai kẻ sát nhân đã lấy hơn 2.000 nhân dân tệ tiền mặt, sổ tiết kiệm, trang sức và nhiều tài sản khác rồi bỏ trốn. Sau khi ra khỏi nhà, chúng không quên khóa cửa cẩn thận. Điều khiến Hoàng Đức Khôn cảm thấy vô cùng thất vọng đó là khi liều mạng sát hại nhiều người mà hắn ta chỉ thu được số tiền ít ỏi, thật không đáng chút nào. Sau khi rời khỏi khu tập thể, Khôn và Bình vứt khẩu súng lục nhằm xóa sạch bằng chứng. Cả hai trốn đến Tây Tạng và ẩn náu ở đó trong vài năm. Để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, Hoàng Đức Khôn chỉ có thể sử dụng tên giả và làm nghề tài xế taxi. Trong khoảng thời gian đó, Khôn vẫn có khát vọng kiếm tiền mãnh liệt, muốn có thật nhiều tiền. Một lần, hắn tình cờ gặp Hồng Kim Châu, giám đốc khu xây dựng kinh tế Khải Lý trong một chuyến xe. Thấy Hoàng Đức Khôn thật thà lại còn nhạy bén, Hồng Kim Châu quyết định cho Khôn làm tài xế riêng của mình. Nhận thấy cơ hội đến, Hoàng Đức Khôn đồng ý lời đề nghị, hắn ta rời Tây Tạng trở về quê nhà. Sau khi ông Châu được thăng chức lên thị trưởng thành phố Khải Lý, Khôn cũng được nâng đỡ lên cán bộ thành phố, phụ trách công tác phá dỡ theo quy hoạch, sự nghiệp cũng bắt đầu phát triển từ đó. Khôn không phải dùng trí tuệ để chứng tỏ năng lực, mà chọn cách uy hiếp đe dọa các hộ dân để hoàn thành việc phá dỡ. Thấy Khôn hoàn thành nhiệm vụ khá suôn sẻ, cấp trên hết lời khen ngợi, hắn cảm thấy mình rất có triển vọng,
nên quyết định làm bằng tốt nghiệp giả, thành công qua mắt mọi người. Một thời gian sau, Khôn được thăng chức làm giám đốc Cục Quản lý Đô thị của Khu Phát triển Kinh tế thành phố Khải Lý năm 2011. Khôn cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn sẽ không ai nghĩ được việc một quan chức cấp cao lại là tên tội phạm giết người hàng loạt. Chính vì điều này, Khôn không còn cảm giác sợ hãi mà ngang nhiên xuất hiện trước công chúng. Đến năm 2013, ông Hồng Kim Châu bị bắt vì tội tham nhũng và nhận hối lộ. May mắn, Khôn an toàn thoát thân. Khôn vẫn bí mật lợi dụng chức vụ để tích lũy tài sản. Hắn cùng anh trai hợp mưu gây áp lực cho người dân để mua đất giá rất thấp, sau đó bán với giá cao, ăn mức chênh lệch lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Đến năm 2015, Khôn tiếp tục được thăng chức. Lần này, hắn ta trở thành phó giám đốc Ban Quản lý Phá dỡ và Tái định cư của thành phố Khải Lý. Khi bàn giao công việc cùng đồng nghiệp để chuẩn bị chuyển sang vị trí mới, Khôn để lộ dấu vết sai phạm vì không thể khớp sổ sách. Từ lâu, các đồng nghiệp đã nghi ngờ Khôn tham ô nên họ theo dõi hành vi của hắn ta và đệ đơn tố cáo. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, lực lượng chức năng đã bí mật điều tra và xác nhận việc này là có thật. Hoàng Đức Khôn bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2016. Điều khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng đó là khi cảnh sát tiến hành lấy dấu vân tay đưa vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu thông báo Hoàng Đức Khôn chính là nghi phạm trong vụ xả súng 18 năm trước. Qua chỉ điểm của Khôn, cảnh sát biết được tên đồng phạm tên Phan Khải Bình đang ẩn náu ở Tây Tạng. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát đã bí mật cử người mặc thường phục đến để bắt Bình. Tuy nhiên, khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện Bình đã cùng vợ con bỏ trốn đi nơi khác. Trên chiếc bàn nhỏ trong nhà của Phan Khải Bình, đội điều tra tìm thấy tờ báo có mục tin Phó Giám đốc Ban Quản lý Phá dỡ và Tái định cư của thành phố Khải Lý vừa bị bắt vì tội tham ô. Đội điều tra suy đoán rất có thể Phan Khải Bình xem tin tức, biết chuyện đồng bọn bị bắt, lo sợ khai ra mình nên cùng vợ con bỏ đi nơi khác. Ngay lập tức, đội điều tra đã triển khai lực lượng, thành lập nhiều chốt chặn tại địa phương, nơi giao nhau giữa các tỉnh, thành phố. Trong hơn một tuần tiếp theo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 24/24, đồng thời trích xuất thông tin từ các địa điểm lưu trú, các khách sạn, nhà ga, bến tàu, sân bay, nhưng vẫn không thu được kết quả. Các cảnh sát trở lại thẩm vấn Hoàng Đức Khôn để xem liệu hắn có đoán được Phan Khải Bình sẽ ẩn náu ở đâu không. Hoàng Đức Khôn khai với cảnh sát rằng trước kia mình từng nói với Bình rằng nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn, vậy rất có thể anh ta đang làm theo cách này. Đội điều tra quyết định bí mật trở lại Tây Tạng lần nữa. Khi vừa tới nơi, họ phát hiện Bình đang dắt vợ con trở về nhà. Gương mặt của cả ba hốc hác, trông rất thiếu sức sống. Nhận ra những người đang đứng trước mình chính là cảnh sát, Phan Khải Bình lập tức hành động. Hắn ta rút từ trong túi quần ra con dao bấm, kề vào cổ con trai 3 tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, vợ Bình hốt hoảng quỳ xuống cầu xin. Cảnh sát yêu cầu Bình không được manh động và hãy thả đứa bé ra. Bình khẳng định sẽ tha cho nó nếu như cảnh sát rời khỏi đây. Để chứng minh mình không hề đơn giản là đe dọa, Bình dùng dao rạch một đường lên má con trai khiến đứa bé khóc lóc vì đau đớn. Cảm thấy đối phương chuyện gì cũng dám làm, lực lượng chức năng lo sợ đứa bé sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng nên quyết định bước ra xa. Lợi dụng thời cơ, Bình kéo con trai đi theo một đoạn, sau đó đẩy ngã xuống đất rồi chạy thẳng về hướng rừng sâu. Đội điều tra bao gồm 3 người nhanh chóng đuổi theo, nhưng do không thông thạo địa hình, họ đã sẩy mất nghi phạm. Khu vực này là đồi núi cao hiểm trở, rất ít người qua lại. Để bắt được Phan Khải Bình, đội điều tra đã phối hợp với cảnh sát địa phương tổ chức truy lùng ngày đêm. Sau hơn 3 ngày bao vây, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy Phan Khải Bình đang nằm trên tảng đá lớn. Mặc dù bị muỗi đậu quanh, nhưng hắn ta không cử động vì không còn chút sức lực nào. Ngay lập tức, Phan Khải Bình bị áp giải về thành phố Khải Lý để tiến hành lấy lời khai. Trước mặt cảnh sát, Bình tỏ thái độ cứng rắn, nhất quyết không chịu khai nhận tội ác của mình 18 năm trước. Hắn ta khẳng định mình chỉ là người giúp Hoàng Đức Khôn mua súng, khống chế con tin, hoàn toàn không làm hại đến bất cứ nạn nhân nào. Hơn 2 ngày trôi qua, đội điều tra đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào cậy miệng được hắn ta. Lúc này, cảnh sát nhận được thông tin từ phía gia đình rằng con trai Bình trong quá trình chạy trốn bị bỏ đói nhiều ngày, kiệt sức và đã tử vong trong bệnh viện.
sau khi nhận được tin, biểu hiện của Bình cũng không có sự thay đổi. Với sự hợp tác của gia đình, cảnh sát biết được Bình không quan tâm đến ai khác ngoài vợ. Nắm được thóp, đội điều tra cùng vợ Bình quyết định đánh lừa nghi phạm. Họ đến nhà giam thông báo rằng vợ hắn ta vừa bị bắt gặp ngoại tình với người khác. Quả nhiên, đối diện với tin tức chấn động này, Phan Khải Bình liền giận dữ, liên tục quát mắng. Phan Khải Bình không ngờ bản thân hy sinh nhiều như vậy, kết quả lại bị phản bội. Bình nói rằng số tiền lớn mà Hoàng Đức Khôn đưa nhiều năm qua có lẽ được vợ dùng để nuôi nhân tình. Vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa nên Bình quyết định khai nhận mọi chuyện. Bình và Khôn đã cùng nhau sát hại bạn thân Lôi An, ba người ở trong gia đình nhà Quý Kiến và bà Lưu Sảo Vân. Khẩu súng lục dùng để gây án 18 năm trước bị vứt dưới giếng nước nhà bố mẹ đẻ Phan Khải Bình cũng được trục vớt thành công. Tại phiên tòa trung thẩm diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, Hoàng Đức Khôn và Phan Khải Bình thừa nhận tội ác. Phan Khải Bình bị kết án tử hình về hành vi cố ý giết người. Hoàng Đức Khôn mang hai tội danh giết người, tham ô và lạm dụng chức quyền bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào ngày 30 tháng 7 cùng năm. Hoàng Đức Khôn và Phan Khải Bình luôn cho rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy thì mình sẽ an toàn. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ điều tra, cuối cùng những kẻ thủ ác cũng không thể nào trốn được sự trừng trị của pháp luật. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.